Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhất của Samuel, chương 1. Xưa tại Ramathaim Sophim, có một người quê ở núi Ephraim tên là Elkana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắt của Tohu, chít của Sufơ người Ephraim. Elkana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm, Elkana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dân của tế lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Heli là Hophni và Phinea, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Elkana dâng tế lễ, thì chia cổ lễ ra từng phần ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phenina cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Elkana chồng nàng nói rằng: Hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng nàng. Vả Anne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng. Nên Heli tưởng nàng say, bèn hỏi rằng: Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng: Chẳng phải vậy chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi, bắt tôi phải nói đến bây giờ. Heli bèn tiếp rằng: Hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng: Nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Elkana ăn ở cùng Anne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đang trong năm, Anne thọ thai và sinh một con trai, đặt tên là Samuel, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Elkana chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên, vì nói cùng chồng rằng: Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Elkana chồng nàng đáp rằng: Hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó.
chỉnh nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Vậy nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sinh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn, mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Chương 2. Bây giờ Anne cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi, vì sự chứng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài. Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sắc sược ra từ miệng các ngươi nữa, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều. Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Cây cung của kẻ dõng sĩ đã gãy, còn người yếu mòn thắt lưng bằng sức lực. Kẻ vốn no nê phải làm mướn đặng kiếm ăn, và người xưa đói đã được no nê. Người đàn bà vốn son sẻ sinh sản 7 lần, còn người có nhiều con ra yếu mỏng. Đức Giê-hô-va khiến cho chết cho sống, Ngài đem người xuống mồ mả rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có, Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế gian ở trên đó. Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối, vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng. Kẻ nào chống cãi Đức Giê-hô-va sẽ bị phá tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ sấm sét cùng chúng nó. Ngài sẽ đoán xét 4 phương của đất, ban thế lực cho vua Ngài và làm cho quyền năng đấng chịu sức dầu của Ngài ra lớn. Elkana trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phục sự Đức Giê-hô-va trước mặt Hê-li, thầy tế lễ. Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy. Phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo. Lại, trước khi sông mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: Hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng: Người ta sẽ xông mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi. Thì kẻ tôi tớ đó nói: Không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ephod bằng vải gai. Mỗi năm, mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng, đặng dâng của lễ hàng năm. Hê-li chúc phước cho Elkana và vợ người rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này, để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va.
vợ chồng bèn trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đoái xem Anne, nàng thọ thai và sinh 3 con trai và 2 con gái. Còn gã trai trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Vả Heli tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng: sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy hỡi con. Điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành. Bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Còn gã trai trẻ Samuel cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Heli mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ai Cập hầu việc nhà Pharaoh sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dân của lễ trên bàn thờ ta, sông hương và mang ephod trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến nỗi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va giáng cho Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta, ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng, các kẻ nhà ngươi sinh sản sẽ chết lúc xuân xanh. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hophni và Phinea sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi, cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Ai trong họ hàng ngươi còn sống sẽ đi đến lại trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh, và sẽ nói rằng: xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ để tôi được một miếng bánh ăn. Chương 9. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền lại, trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng: hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: nhưng sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc giường ấy. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ
đang ngồi tại sở thâu thuế bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả, đang khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Khi ấy, các môn đồ của dân đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Đang khi Đức Chúa Giêsu phán các điều đó, sảy có người cai nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài. Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người ca nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Song lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Thi Thiên 69. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu tôi, vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi luống trong buồng sâu, nơi không đụng cẳng. Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô, mắt tôi hao mòn, đang khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi.
những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi, những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh, tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giật. Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu Chúa được. Hỡi Chúa Giê-hô-va vạn quân, nguyện những kẻ trông đợi Chúa chớ bị hổ thẹn vì cớ tôi. Đức Chúa Trời của Israel ơi, nguyện kẻ nào tìm cầu Chúa chớ bị sỉ nhục tại vì việc tôi. Ấy vì Chúa mà tôi đã mang sự nhuốc nhơ và bị sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi, vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi. Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, thì điều đó cũng trở làm sỉ nhục tôi. Tôi lấy bao gai mặc làm áo sống, bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó. Những kẻ ngồi nơi cửa thành trò chuyện về tôi, tôi là đề câu hát của những người uống rượu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương xót lớn của Chúa và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin hãy cứu tôi khỏi vũng buồn, kẻo tôi luống chăng. Nguyện tôi được giải thoát khỏi những kẻ ghét tôi và khỏi nước sâu. Nguyện dòng nước không ngập tôi, vực sâu chớ nhận tôi, hầm không lấp miệng nó lại trên tôi. Hỡi Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi, vì sự nhân từ Ngài là tốt. Tuy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tớ Chúa, vì tôi đang bị gian truân, hãy mau mau đáp lại tôi. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuộc nó, vì cớ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuộc tôi. Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn và sự nhuốc nhơ của tôi. Các cừu địch tôi đều ở trước mặt Chúa. Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi, tôi đầy sự khổ nhọc. Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai. Tôi mong nhờ người an ủi, song nào có gặp. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy. Khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới. Nguyện mắt chúng nó bị tối không còn thấy, và hãy làm cho lưng chúng nó hằn run. Hãy đổ cơn thạnh nộ Chúa trên chúng nó, khiến sự giận dữ Chúa theo kịp họ. Nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa, vì chúng nó bắt bớ kẻ Chúa đã đánh và thuật lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương. Cầu xin Chúa hãy gia tội ác vào tội ác chúng nó, chớ cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa. Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, không được ghi chung với người công bình. Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn. Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra. Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng. Hỡi các người tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống, vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, không khinh dễ những phu tù của Ngài. Nguyện trời, đất, biển và các vật hay động trong đó đều ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn và xây lại các thành Giu-đa. Dân sự sẽ ở đó, được nó làm của. Dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp. Phàm ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như.
ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.